Thế em đi trước nha. Khi Ok, nào thank you. mà muốn muốn tập counter tiếp thì kêu em. Ok, hôm nào phải cao tư món khác nữa. Đúng rồi, thì mỗi ngày mình phải tập từng món anh. Anh học anh tập nhiều quá thì lát anh lại ngày mai anh lại nhớ gì cả. Đồng ý. Thank you, cảm ơn em nhé. Dạ, không có gì anh, em đi nhé. Ok, cảm ơn sư phụ. Bye bye anh. Sư phụ đánh trình cao lắm các bạn ơi. Chơi mà trốn vậy chú. Cháu ơi, chú ra chú múa vãi, nó chỉ cần ấn đúng một nút thì chú nằm ngửa mẹ ra, trong khi chú phải đánh nó vãi đái nó mới nằm ngửa. Cháu thấy cái nào lợi cháu cháu quá. Nó chưa kể nó còn hóa Atula các thứ nữa, nó cả phải làm cái đéo, nó ấn đúng một nút chú nằm ngửa mẹ dạng háng leo ranh mẹ luôn. Thằng ăn được chắn là không phải là máy rồi. Kênh này kênh ninja chơi game sinh tồn người nhện chứ có phải Superman đâu mà chạy vào đánh nhau. Lại xin lỗi nhá, nó là cái con này nó thế nhá. Có thằng trèo tháp này anh em ơi, buồn đái nhỉ, tự dưng buồn đái. Sao cái lúc hồi hộp thì buồn đái nhỉ? Chết rồi. Tại mấy chuẩn bị hả? Ôi! Giáp vàng mình tham đấy! Có mẹ mình tham vỡ tham quẩn! Để nó đỡ phải quá! Ghét như chó! Thôi đi đái! Sao có thằng có mẹ nó đá? Trước mặt mình nó lấy đồ như thế sinh nhật em nhưng cô có nổi một ai bên cạnh hồi nến cùng. Trời cảm giác tồi tệ lắm à, thật sự buồn à. Thế cơ à? Nhìn mẹ bên cạnh. Thầy chùa mình cầm dao đó. Được chưa? Bố mày lấy rank của mày một cách kịp con mạ nhá. Bố mày lấy rank của mày cay không con chó? Cay không? Cay. Đúng không? Xứng đáng không? Xứng đáng. Đúng không? Cầm đao. Không phải e kể lể hay này kia đâu à, nhưng bố mẹ ở cách e có 2 phòng. Cô một lời chúc quy trông là điều đấy à. Ôi dồi em ơi, đây sinh nhật vừa rồi của anh mà bố mẹ anh. Trời em ơi, cái gì thế, bao nhiêu tuổi rồi? Mình càng lớn mình thì càng phải chủ động đi. Cảm ơn bố mẹ đã cho mình cái cuộc đời này. Tại sao mình không chủ động mình sang mình kiểu hey thank you. Đúng không? Cảm ơn bố mẹ đã mang con đến cuộc đời này cho những trải nghiệm này. Đúng không? Thank you. Anh mà không tự sướng mà đợi viewer khen thì đến khi nào? Viewer bảo đấy là bot. Anh bảo đấy, trình độ đấy, múa như thế cơ mà. Viewer vẫn có chấp nhận đâu, viewer vẫn không nghĩ rằng đấy là một thằng player khoảng 2.000 điểm, em hiểu không? Một quét. À, có thằng bot không nhỉ? Có nhìn có vẻ là bị muốn chống đối. Không được. Mình nhả ra một tí thấy bắt đầu no. Mình nhả ra tí rồi bắt đầu thấy anh ấy kiểu bắt đầu no chống đối có sự chống đối để cho hơi gì ra cái là chống đối không được. Bot đấy mà, mấy thằng này chắc mới biết chơi đấy. Viewer cũng có ghi nhận đâu. Từ lúc anh sở chim đến giờ là một sở chim nhỏ bé. Viewer đã bao giờ công nhận anh đâu. Cái ngày anh lên được cao thủ cờ, có mọi người bảo là anh cày thuê. Năm nay anh đã stream được 10 năm rồi, nhưng từ ngày bắt đầu anh sở chim đến giờ chưa bao giờ được viewer ghi nhận cả. Một là bot, hai là sao? Thằng kia lag. Con này bot thiệt, con này bot. Bây giờ đi sở chim game cũng để kiếm chút cơm, cày mốc mặt ra mỗi một ngày gần 10 tiếng.
kiếm từng đồng, gọi là việc tam đồng một, đâu có đơn giản gì, nhưng chỉ cần nói hớ mồm một câu gì ngày mai là có thể căng thẳng sờ chết đấy, cuộc sống mà. <cười> <cười> 看到我是怎么做的吗？ Chết mẹ ạ. Không, chắc chắn là có nhiều bạn không đứng vững được như bạn, cái điều này chắc chắn. Nhưng mà xử lý được như mình trong tình huống vừa rồi, bị 3-4 thằng đang êm kiểu lung tung như thế, xong nhặt được kiếm xong quay lại đánh là cũng hiếm đấy. Đời người mà sống ảo thôi, lên 1.800 điểm sống ảo. Bị đổ vỏ có tệ hơn không anh? Bị đổ vỏ, ông đã mất lấy người ta xong rồi nuôi con người khác chưa? Kể cả điều đấy rồi thì ngồi nói chuyện với vợ, thế bây giờ ông có tình cảm với người ta không? Có tình cảm với đứa con hay không? Simple. Chủ yếu là mình có thích hay không thôi. Tôi đâu nè. Anh đi con lại, tại sao em chạy đây này? Mày là thằng nào? Mày đã xuất hiện ở bố mày. Khu này là của bố. Đâu chúng mày thích nhảy được. Bố mày 6 thằng nhảy xuống đấy. Thôi được rồi nhá. Bố mày không thừa rank này. Đi quảng lại chúng mày thế. Khăn của đau phong sổ xeo. Thôi xong rồi. Sông chí nhân. Bố mày đéo cần biết mày là boss này. Đúng vậy. Anh hùng núp. Xài núp ra đánh nhau thằng kia nó chạy vãi lột thì anh em vẫn bảo núp ạ. Mình ra kia nó tìm nó thấy PK các bạn mới chạy các bạn. Bên kia kìa. Đi bạn đồng rộng này tại sao cứ phải chạy giữa đồng nhỉ? Một đá thế nhỉ? Một đá sự luôn đấy nhỉ. Đây là lối chơi Zoto kết hợp mặt Tamari nha anh em. Đây là sự kết hợp của Tamari và giữa đồng mà thằng nào quy ra bố thì mày cũng xứng đáng hơn rank bố rồi. Cảm ơn Ngọc Anh Trần. Lại không hề. Ui anh em tôi chết rồi. Xem lâu hay là như thế nào mà chết rồi anh em. Vào xem cái lúc như thế nào, lần đầu tiên là như thế nào. Ok. Hỏng hết nhỉ. 3 chém này, 4 chém này, chém cuối cùng. Thôi. Nhầm. Đi là hết cô. Giọng sinh như thế nào? Thì có mẹ nó xiết cả hai thằng Zoto này. Ok, nhảy một lần chỗ kiểu siêu đông rồi cho anh em xem này. Thôi thì có mẹ. Chỗ nào nó vừa chỗ này đi. Bốn thằng ở đây là tranh nhau này, thằng nào sẽ là gọi là chùm bãi chỗ này,
chỗ này cũng là chỗ đào đá anh em ạ. Làm một lần cho anh em xem này, cho anh em sầm trồ đây này. Hết một đá anh em ơi. Đúng một lần đấy nhá, cho anh em sầm trồ này. Bốn thằng tranh nhau bãi đá gì. Làm một lần cho anh em sầm trồ nhá, ok. Bãi đá bây giờ nó là của anh, ok chưa? Còn thằng nào có ý kiến gì nữa không? Gõ chuông thông báo luôn. Gõ chuông thông báo luôn. Từ từ trước khi... Có thằng có ý, không đồng ý. Ở phía bên kia nhá. Từ nay, Piu Piu là chủ bãi đá. Được chưa? Như thế đã officially chưa? À, có thằng nó không phục. Vãi cả dùng ulti, what the fuck? Như nào bác? Game này đéo cho dùng ulti rồi, như nào? Bãi đá 4 mạng, ok. Em giết 2 mạng của một thằng, chắc nó chạy con mẹ rồi. Mình thông báo lên, thà là có ý kiến từ trước đúng không các bác? Mình thông báo lên thì nó lại chạy ra nó ý kiến. Ừ, không được, thằng ấy thế nào được. Bình diện ở trận đó. Bao phong bụi trị. Chúc anh chuyện vui vẻ nha. Ui, con này PK căng thế nhỉ. Hữu xin chí ý. Tha. Sự giả. Cái này con mày em ơi, nay đi biết bám rồi. Hiết, không sao đâu. Hiện tinh chế ý. Hiết, lực lượng không đủ. Để tôi xem xíu. Tất cả đã dùng ulti hết rồi. Tất cả đều dùng ulti hết rồi. Quả đấy mình cũng khéo lắm. Quả đấy là mình vãi lồn đấy các bạn, không gì đông như thế.
bạn. Ui, à thủ la đấy kìa. Dùng chế chăng trị. Đại sĩ sắp ôm tiền. Tại trong vô tận đau thương khổ trong chán đấu. Đi lại không đủ. Chiếu chỉ là hẳn phong đi. Ai sư đi gặp. Chiếu chỉ là hẳn phong đi. Chỉ sư yếu đau đó hoa sư. Các bạn mình làm hết cái chỗ đấy luôn đi. Mình làm hết cái chỗ đấy luôn đấy các bạn. Mẹ mình gấp đôi thằng đang top 1 luôn đấy các bạn. Ui 6 thằng. Ui. Eo ui, chết nữa thì. Cảm ơn Khanh, cảm ơn Hoàng Huy nhá.